Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cát Lan. Hôm nay thì Cát Lan xin chia sẻ những mẫu váy liền trẻ trung xinh xắn cho các bạn tuổi teen. Để nói đến một món đồ thời trang đáng sẫm nhất trong mùa hè này thì váy liền là một item không thể vắng mặt. Váy liền vừa ngọt ngào duyên dáng là chỉnh chu nên nạ phù hợp cho các bạn gái dàn đẹp trong mọi hoàn cảnh như đi chơi, đi dự tiệc. Và đặc trưng của những mẫu váy mùa hè chính là chất liệu thoáng mát nhẹ tính giúp xoa dịu gánh nặng hoặc chói chang ngày hè. Không ít các kiểu váy mà chị em mình có thể tha hồ tham khảo, chẳng hạn như là váy tay bông hay là váy trễ vai, váy cổ vuông hay là váy hoa nhĩ vân vân. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.